hiểu độc giả và tìm cách giải bài toán kinh tế cho báo chí. Đó là những vấn đề chính được phân tích và thảo luận trong buổi tọa đàm Mô hình kinh doanh báo chí, lựa chọn nào cho báo chí Việt Nam do Báo Điện tử Việt Nam Plus tổ chức vào ngày 15 tháng 6. Tại buổi tọa đàm, nhìn nhận về sự phát triển của các nền tảng mạng xã hội khiến kinh tế báo chí phải san sẻ nguồn thu từ quảng cáo và bán báo, các đại biểu đều có chung nhận định. Hiện nay, các tòa soạn có nhiệm vụ đổi mới sáng tạo, đa dạng hóa nguồn thu để tăng thêm lợi nhuận từ hoạt động báo chí của mình. Đây là một trong những yếu tố sống còn đối với các cơ quan báo chí. Hiện nay thì các cái quảng cáo càng ngày càng khó khăn hơn. Bản thân các cái cơ quan báo chí phải nghĩ đến những cái hình thức quảng cáo mới hơn để có thể có được giữ vững được cái nguồn thu đó. Theo nghiên cứu của chúng tôi thì có hơn chục những cái hình thức đa dạng hóa các cái mô hình kinh doanh mà Việt Nam có thể ứng dụng ở những cái mức độ khác nhau để làm sao mà vừa phục vụ được công chúng mà vừa tăng được nguồn thu cho tòa soạn. Nhiều giải pháp và cách thức làm báo mới đã được đưa ra trong phần thảo luận của buổi tọa đàm. Bên cạnh việc chuyển đổi số, cập nhật, tận dụng công nghệ, công cụ hiện đại vào báo chí, việc hiểu độc giả để tiến tới thu phí báo chí cũng là một mục tiêu vô cùng quan trọng. Du mục trong thời đại số, đó là một khái niệm mới mẻ được nhà báo Nguyễn Hoàng Nhật, Phó Tổng Biên tập Báo Điện tử Việt Nam Plus chia sẻ tại buổi tọa đàm. Theo đó, du mục trong thời đại số có nghĩa là độc giả ở đâu thì báo chí phải theo đến đó. Lý do là độc giả không còn thụ động ngồi chờ báo chí cung cấp tin tức. Muốn phát triển độc giả, đặc biệt là giới trẻ, các tòa soạn phải lao đến các nền tảng mà người đọc và cả người xem đang tập trung đông đảo ở đó. Lấy ví dụ từ sự thành công của TikTok, ông Nhật nhận định các cơ quan báo chí cần tiến hành thu thập dữ liệu độc giả, không chỉ đơn giản là hiểu được độc giả của mình là ai hoặc biến độc giả thành những độc giả trả phí, mà còn nhằm khai thác những tiềm năng của nguồn tài nguyên mới quan trọng nhất trong thế kỷ 21, đó là dữ liệu. Bên cạnh đó, đại diện của nhiều cơ quan báo chí nhận định hiện nay tổ chức sự kiện cũng là một mảng quan trọng mà gần đây các cơ quan báo chí đang cố gắng xây dựng bên cạnh những sản phẩm lõi về nội dung. Điều này đã cho thấy thành quả về cả kinh tế và xây dựng thương hiệu cho cơ quan báo chí. Trước hết làm tổ chức sự kiện để nâng cao cái vị thế uy tín của tờ báo. Cái việc tổ chức này được độc giả đón nhận, càng ngày càng yêu mến cái tờ báo hơn. Từ đó thì níu chân độc giả, khi mà họ gắn bó với mình thì mình có những lượng độc giả ổn định, thậm chí có những độc giả mới nữa, thì nó tác động tích cực cho cái doanh thu từ quảng cáo báo điện tử.